Xin hân hoan chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với những tin tức mới nhất về bóng chuyền được phát liên tục trên kênh tin tức online của chúng tôi. Chúng tôi xin chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị rất nhiều thông tin đa dạng về bóng chuyền Việt Nam, từ những niềm vui vỡ òa đến những khoảnh khắc buồn man mác. Mở đầu bản tin là một tin vui đầy tự hào, Bích Tuyền tỏa sáng, bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử ở giải thế giới. Kính thưa quý vị, ngày 5 tháng 7, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã ghi dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên đoạt vé vào bán kết cúp bóng chuyền Challenge Thế Giới sau khi xuất sắc đánh bại chủ nhà Philippines ở tứ kết. Dù đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy vẫn chưa đạt được trạng thái tốt nhất sau gần 2 tháng dưỡng thương, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định để cô nghỉ ngơi và không tham gia trận đấu. Thay vào đó, đội hình xuất phát của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bao gồm những gương mặt đầy kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh, Đinh Thị Trà Giang, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền và Libero Nguyễn Khánh Đan. Nguyễn Thị Bích Tuyền đã chứng tỏ vai trò đầu tàu không thể thiếu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khi thường xuyên tung ra những pha đánh bóng mạnh mẽ, với cú đánh lên tới 99 km/h, xuyên hàng chắn của đối thủ để ghi điểm. Cùng với sự phối hợp nhịp nhàng của Kiều Trinh và Lâm Oanh, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành chiến thắng áp đảo với điểm số 24-14 trước Philippines ở ván đấu đầu tiên. Đây cũng là ván đấu mà Tú Linh tạo nên khoảnh khắc hy hữu khi ghi điểm bằng chân, làm khán giả không khỏi bất ngờ và thích thú. Sang ván 2, các tay đập Philippines thi đấu đầy nỗ lực và tạo được màn so kè điểm số quyết liệt trước đội tuyển Việt Nam. Trong tình thế khá khó khăn, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định tung Trần Thị Thanh Thúy vào sân. Dù chưa thể hiện tốt trong tấn công, Thanh Thúy vẫn hỗ trợ phòng ngự hiệu quả, giúp đội duy trì sự ổn định. Cùng với sự bùng nổ kịp lúc của Bích Tuyền, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vươn lên giành chiến thắng 25-22. Đến ván 3, cảm giác thi đấu của Thanh Thúy tốt hơn hẳn. Cô phát huy tối đa sức mạnh với những cú phát bóng, sóng, quy lực, giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt dẫn 5-1. Tuy nhiên, với sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo người hâm mộ, các cô gái Philippines đã dần rút ngắn cách biệt, từ 10-12 xuống còn 2 điểm, 14-13 và cân bằng 14-14, sau đó vượt dẫn 18-17. Nhưng đúng vào thời điểm quan trọng nhất, Bích Tuyền lại rực sáng với những pha ghi điểm quyết định, giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt lên dẫn 22-20 và sau đó giành chiến thắng 25-21, kết thúc trận đấu đầy kịch tính. Giành thắng lợi thuyết phục 3-0 trước chủ nhà Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên vào bán kết cúp bóng chuyền Challenge Thế Giới. Trận đấu diễn ra trong bầu không khí nghẹt thở, đầy kịch tính và đậm chất kịch bản của một bộ phim hành động, nơi mỗi pha bóng đều chứa đựng sự căng thẳng và quyết tâm cháy bỏng của cả hai đội. Với chiến thắng này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức bước vào bán kết và đối thủ sắp tới của họ là đội tuyển Cộng hòa Czech, đội đang xếp hạng 16 thế giới. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17:30 ngày hôm nay. Ở tứ kết, Cộng hòa Czech đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi thắng đậm Argentina, hạng 17 thế giới, với tỷ số 3-0. Trận bán kết sắp tới hứa hẹn sẽ là một thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để các cô gái Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên đấu trường quốc tế. Người hâm mộ cả nước đang đếm ngược từng giờ để chờ đón những phút giây kịch tính và đầy cảm xúc mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ mang lại. Kính thưa quý vị, sau trận đấu chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đội trưởng Thanh Thúy, cô cho rằng có một chút lo lắng, nhưng Việt Nam đã chơi tốt. Có thể nói Trần Thị Thanh Thúy vẫn để lại dấu ấn tích cực trong chiến thắng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Philippines tại FIVB Challenger Cup 2024. Sau một khoảng thời gian dài nghỉ thi đấu do chấn thương đầu gối kể từ cúp VTV9, Bình Điền, người hâm mộ mới lại được nhìn thấy Trần Thị Thanh Thúy tung hoành trên sân đấu trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Sự trở lại của cô đã mang đến nhiều cảm xúc và hy vọng cho toàn đội cũng như người hâm mộ. Mặc dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, người đội trưởng của chúng ta vẫn để lại dấu ấn tích cực trong chiến thắng trước Philippines tại tứ kết FIVB Challenger Cup 2024. Không ghi quá nhiều điểm, nhưng Thanh Thúy đã hỗ trợ rất tích cực ở mặt trận phòng ngự hàng sau. Những tình huống đỡ bước một chính xác của cầu thủ cao 1m94 này đã tạo tiền đề cho Lâm Oanh thực hiện những đường chuyền dọn cổ hoàn hảo cho Bích Tuyền và Kiều Trinh ở hai biên. Như thường lệ, sau trận đấu Thanh Thúy là người được phóng viên giải đấu trao đổi sau khi kết thúc trận đấu do cô có khả năng ngoại ngữ rất tốt. Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam đã có những chia sẻ về màn trình diễn của đội nhà cũng như mục tiêu của Việt Nam tại giải năm nay. Thành thật mà nói, khi được tung vào sân ở thời điểm set 2, tôi đã có một chút lo lắng. Tuy nhiên, cảm giác đó ngay lập tức biến mất khi tôi đứng trên sân cùng những người đồng đội của tôi. Toàn đội đã thi đấu rất tốt và tôi hài lòng với màn trình diễn của tất cả các cầu thủ ngày hôm nay.
Khi được hỏi về việc Việt Nam là đại diện duy nhất của châu Á còn sót lại tại giải, Thanh Thúy cho biết ban huấn luyện cũng như các cầu thủ sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất ở trận đấu bán kết sắp tới. Trận đấu tới sẽ rất khó khăn. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ giữ vững tinh thần tập trung và thi đấu hết sức. Đây là cơ hội để giành vé dự VNL năm sau nên chúng tôi sẽ nắm bắt bằng mọi giá, Thanh Thúy nói thêm. Sự hiện diện của Thanh Thúy trên sân không chỉ mang lại sự ổn định cho hàng phòng ngự mà còn tạo ra một tinh thần chiến đấu kiên cường cho toàn đội. Những pha đỡ bóng chính xác và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các vị trí đã giúp đội tuyển Việt Nam duy trì áp lực liên tục lên đối thủ. Thanh Thúy đã chứng minh rằng dù không trực tiếp ghi điểm, cô vẫn là một phần quan trọng không thể thiếu trong chiến thắng của đội nhà. Chiến thắng trước Philippines không chỉ là thành quả của sự nỗ lực không ngừng của từng cá nhân mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu của toàn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trần Thị Thanh Thúy, với vai trò đầu tàu và sự trở lại ấn tượng, đã tiếp thêm động lực và niềm tin cho các đồng đội trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới. Thông tin tiếp theo, sau niềm vui sướng cao đội của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia là một thông tin không mấy vui khi chủ nhà áp đảo, bóng chuyền nữ U20 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U20 Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trong trận đấu căng thẳng và đầy kịch tính, đội tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam đã gặp phải thử thách lớn khi đối đầu với đội tuyển U20 Trung Quốc, một đối thủ mạnh và được đánh giá cao hơn hẳn. Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả, đội tuyển U20 Trung Quốc đã nhanh chóng áp đảo ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Ngay từ ván đầu, đội tuyển Trung Quốc đã thể hiện sức mạnh vượt trội bằng những pha tấn công đầy uy lực và chính xác. Những cú đánh mạnh mẽ và các pha phối hợp nhịp nhàng của họ đã khiến hàng trắng của đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Dù đã nỗ lực hết mình, các cô gái U20 Việt Nam vẫn không thể ngăn cản được sức tấn công mãnh liệt từ phía đối thủ. Kết thúc ván đầu, U20 Trung Quốc giành chiến thắng áp đảo với tỷ số 25-14. Sang ván 2, tình thế không có nhiều thay đổi khi U20 Trung Quốc tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Những pha lên lưới mạnh mẽ và những cú đập bóng chuẩn xác của họ khiến đội tuyển Việt Nam phải chạy đua theo từng điểm số. Dù đã có những thời điểm các cô gái Việt Nam thi đấu kiên cường và ghi được những điểm số quan trọng, nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp và kinh nghiệm đã khiến họ không thể duy trì được thế trận. Ván 2 kết thúc với tỷ số 25-16 nghiêng về phía đội chủ nhà. Ván 3 chứng kiến sự cố gắng không ngừng nghỉ của đội tuyển U20 Việt Nam. Với tinh thần quyết tâm cao, các cô gái đã thi đấu hết mình, tạo nên những pha bóng đẹp mắt và đầy nỗ lực. Tuy nhiên, U20 Trung Quốc với lối chơi mạnh mẽ và kỷ luật vẫn giữ vững phong độ và nhanh chóng kiểm soát trận đấu. Dù đã cố gắng hết sức, đội tuyển U20 Việt Nam vẫn phải chấp nhận thất bại với tỷ số 25-17 trong ván đấu cuối cùng. Kết thúc trận đấu, đội tuyển U20 Trung Quốc giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước đội tuyển U20 Việt Nam. Dù không thể tạo nên bất ngờ trước một đối thủ mạnh như U20 Trung Quốc, nhưng các cô gái Việt Nam đã thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường và không bỏ cuộc. Trận đấu này là một bài học quý giá cho đội tuyển U20 Việt Nam, giúp các cô gái trẻ có thêm kinh nghiệm và động lực để tiếp tục rèn luyện và cải thiện bản thân. Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam vẫn luôn tự hào và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đội tuyển, với hy vọng rằng các cô gái sẽ tiếp tục nỗ lực và đạt được những thành công mới trong các giải đấu tiếp theo.